Rất vui mừng khi được chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với tin hot 247. Thưa quý vị, BMP-1 là xe chiến đấu bộ binh thế hệ thứ nhất do Liên Xô phát triển và chế tạo từ những năm 1960. Dòng xe này được xem là mẫu xe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới, được sử dụng để chở bộ binh trên chiến trường và hỗ trợ hỏa lực hạng nặng. Đồng thời cũng là mẫu xe chiến đấu bộ binh thành công nhất của Liên Xô với hơn 20.000 chiếc được sản xuất và cung cấp tới hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Rất nhiều khán giả thắc mắc về lịch sử của dòng xe này. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng tin Hot 247 khám phá BMP-1 trong video ngày hôm nay. BMP-1 là mẫu xe chiến đấu bộ binh do Liên Xô thiết kế và chế tạo. Đây được xem như là mẫu xe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới, với việc được trang bị khả năng hỏa lực mạnh, có khả năng chuyển quân cơ động và được thiết kế để có thể lội nước. Với những tính năng trên, BMP-1 ngay từ khi mới xuất hiện, nó đã trở thành mối lo ngại hàng đầu của phương Tây trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tháng 7 năm 1967, trong đội hình cơ giới tiến vào quảng trường đỏ tại buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 50 năm cách mạng tháng 10 Nga, BMP-1 bất ngờ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến buổi lễ. Với thiết kế giống như một mẫu xe tăng hạng nhẹ, nhưng lại được vũ trang tốt hơn cùng với khả năng chuyển quân, các tướng lĩnh Liên Xô lúc đó đã mở ra một khái niệm mới cho lực lượng tăng thiết giáp lúc bấy giờ. Trước đó, không chỉ mình Liên Xô mà các nước phương Tây cũng nung nấu ý định về việc chế tạo ra một mẫu xe chiến đấu mới dành cho lực lượng bộ binh mặt đất, thay thế cho xe thiết giáp đã lỗi thời và yếu ớt lúc đó. Tuy nhiên, việc chế tạo ra một loại vũ khí vừa có thể chuyển quân, vừa được trang bị khả năng hỏa lực mạnh là điều không hề dễ dàng. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các mẫu xe bọc thép là lực lượng nòng cốt giúp vận chuyển binh lính ra chiến trường trên bộ trước nguy cơ tấn công từ kẻ thù, nhưng chúng thường được trang bị hỏa lực hạn chế, thường là súng máy hạng nhẹ. Nên việc có thể hỗ trợ hay đáp trả các đợt tấn công của kẻ thù cho lực lượng bộ binh đi kèm là điều rất hạn chế. Còn đối với lực lượng tăng chiến đấu chủ lực thì lại quá hạn chế về mặt chuyển quân cũng như khả năng tác chiến cơ động, khiến nó khó có thể đóng vai trò hỗ trợ hỏa lực cơ động trên chiến trường lúc bấy giờ. Sau khi kết thúc Thế chiến thứ hai, với việc chạy đua vũ khí hạt nhân và vũ khí sinh hóa học giữa các quốc gia, thì việc chế tạo một mẫu xe bộ binh đa năng có thể đáp ứng được những yêu cầu như trên trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Với việc trình làng mẫu xe chiến đấu bộ binh cuối những năm 1960, Liên Xô đã chính thức giải được bài toán mà các nước khác đang tìm câu trả lời trên. BMP-1 có khả năng chở theo 11 lính bộ binh, bao gồm cả tổ lái, và thiết kế cửa đổ bộ ở phía sau xe đã biến nó thành một bong ke trên chiến trường lúc đó. Và sau này kiểu thiết kế trên cũng được sử dụng rộng rãi cho nhiều mẫu xe trên thế giới. Các tính năng của BMP-1 vượt trội hoàn toàn so với các thiết kế của các nước phương Tây lúc đó. BMP-1 được trang bị một tháp pháo 2A82 Grom 73 ly nòng trơn bán tự động, cùng 4 tên lửa chống tăng dẫn đường bằng dây dẫn 9M14 Manjutka, hay còn gọi là AT-3, đạt tầm bắn hiệu quả từ 500m đến 3000m. Với trang bị trên, BMP-1 có thể dễ dàng hạ gục các xe tăng chiến đấu chủ lực như M60 của Mỹ, Leopard của Tây Đức, AMX-30B của Pháp, Chieftain của Anh hay các cục sự kiên cố. BMP-1 được trang bị một động cơ diesel UTD-20 có công suất 300 mã lực, tốc độ di chuyển tối đa 65 km/h trên đường nhựa và 45 km/h với địa hình xấu và di chuyển với tốc độ 7 km/h trên mặt nước. Phạm vi hoạt động hiệu quả của BMP-1 từ 500 đến 600 km/h, tổng trọng lượng của nó hơn 13 tấn và dài gần 7m. BMP-1 có thể miễn nhiễm hoàn toàn với các loại đạn xuyên giáp 7,62 ly và phần giáp phía trước có thể chống được đạn 23 ly. Nó còn được trang bị hệ thống lọc không khí giúp bảo vệ an toàn cho binh lính và kiếp lái trước nguy cơ từ bụi phóng xạ và vũ khí hóa học. Sự kết hợp các tính năng trên vào trong một chiếc xe chiến đấu bộ binh và sử dụng chúng hỗ trợ tấn công phía sau cho lực lượng tăng chiến đấu chủ lực đã tạo thành một nắm đấm thực sự trên chiến trường. Chính vì vậy, sau này đa số các quốc gia sở hữu lực lượng tăng thiết giáp mạnh đều sở hữu cho mình một số lượng lớn các dòng xe chiến đấu bộ binh cơ bản. Trận chiến đầu tiên của BMP-1 là vào năm 1973 trong chiến tranh Yom Kippur, được sử dụng bởi quân đội Ai Cập và Syria với hàng trăm đơn vị. Nhưng do được huấn luyện chiến thuật kém của các nước này, nên trong giai đoạn đầu đã chịu tổn thất nặng nề trước sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp của quân đội Israel. Đến năm 1982, trong chiến tranh Lebanon, lực lượng thiết giáp của quân đội Syria đã sử dụng hiệu quả BMP-1 hơn nhiều so với trước đây. Trong một cuộc phục kích, trung đội trưởng tình báo Syria là Mazin Fauri sử dụng BMP-1 đã tiêu diệt một chiếc tăng chiến đấu chủ lực M60A1 của Israel bằng pháo chính 73 ly và sau đó loại khỏi chiến trường thêm một chiếc Merkava bằng tên lửa chống tăng 9M14 Manjutka. Mazin Fauri còn sử dụng chiếc BMP-1 của mình bắt sống hai phi công Israel điều khiển chiếc F-4 Phantom sau khi nó bị bắn hạ.
BMP-1 đã tham gia vào hàng chục cuộc xung đột và chiến tranh trên toàn thế giới. Thậm chí nó còn được hai bên tham chiến sử dụng chống lại nhau như trong chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988. Nó đã chứng minh được khả năng đáng tin cậy và dễ sử dụng của mình trên chiến trường, mặc dù còn nhiều thiếu sót. Các cựu chiến binh Liên Xô và Nga hiện nay từng tham gia vào các cuộc xung đột như Afghanistan và Chechnya. BMP-1 thiếu khả năng bảo vệ bên thân xe trước các loại vũ khí bộ binh thông thường và các vũ khí của nó không hiệu quả trong môi trường tác chiến rừng núi hay đô thị. Trong suốt thời gian hoạt động của mình, BMP-1 đã được sản xuất hơn 20.000 chiếc và sử dụng ở 50 quốc gia. Chính điều này đã biến BMP-1 trở thành dòng xe chiến đấu bộ binh thành công nhất trong lịch sử. Ngày nay tuy đã lỗi thời, nhưng BMP-1 vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của quân đội các nước thông qua chương trình nâng cấp, giúp nó có thể sống sót trong môi trường chiến tranh hiện đại ngày nay. Trang mạng Army Recognition đưa tin, Nga đang tích cực quảng bá mẫu xe chiến đấu bộ binh BMP-1 nâng cấp trên thị trường vũ khí quốc tế. Một nguồn tin quốc phòng Nga cho biết, xe chiến đấu bộ binh được đánh giá sẽ trở thành phương tiện phổ biến trong cuộc chiến chống IS. BMP-1 là mẫu xe chiến đấu bộ binh đáng tin cậy, vẫn chứng tỏ được giá trị ngay cả trên chiến trường của thế kỷ 21. Nó có một pháo chính mạnh mẽ cùng khung thân phù hợp với môi trường cát. Iraq đã mua một lô xe BMP-1 từ một quốc gia từng thuộc khối Warsaw và BVP-1. Phiên bản BMP-1 do tiệm khắc sản xuất theo giấy phép. Tuy nhiên, BMP-1 cần thực hiện một số nâng cấp để tăng cường hỏa lực, độ cơ động và thoải mái cho kíp xe, nguồn tin nói. Tập đoàn Rosoboronexport đã chào hàng các khách hàng nước ngoài một phiên bản nâng cấp của BMP-1. Chiếc xe sẽ được trang bị module chiến đấu có người điều khiển Berezhok, bao gồm một pháo chính 2A42 cỡ 30 ly cùng súng máy đồng trục PKT, PKTM cỡ 7,62 ly. Module Berezhok còn được trang bị các tên lửa chống tăng gồm 4 quả 9M113 Hornet E. Ngoài ra, nó còn có một súng phóng lựu tự động AG30 và 6 ống phóng đạn khói 902 Betucha. Pháo 2A42 có thể bắn được đạn xuyên giáp và đạn có sức công phá lớn với khả năng tiêu diệt được mục tiêu ở khoảng cách tương ứng là 2.000m và 4.000m. Cơ số đạn mang theo là 500 viên. Tên lửa chống tăng Hornet có thể xuyên được lớp giáp có độ dày 1.000-1.300 ly sau lớp giáp phản ứng nổ và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách đến 5.500m. Trên mô đun cũng được trang bị hệ thống kính ngắm riêng biệt cho trưởng xe và pháo thủ, cho phép họ hoạt động ở chế độ tìm và diệt. Trưởng xe được cung cấp cái nhìn toàn cảnh với đo xa laser và kênh quang tuyến truyền hình. Mô đun Berezhok có thể được lắp đặt trên cả xe chiến đấu bộ binh BMP-1 hoặc BMP-2. Họ có một số phương án khác giúp tăng cường hỏa lực của BMP-1, đó là xe có thể được trang bị mô đun chiến đấu MB-2, bao gồm pháo 2A42, súng máy đồng trục PKT, PKTM và súng phóng lựu tự động AG30. Tuy nhiên, MB-2 lại không được trang bị vũ khí chống tăng. Khung thân của BMP-1 cũng được nâng cấp bằng cách tích hợp động cơ diesel UTD-23, công suất 420 mã lực, hệ thống treo cũng được tân trang lại. Việc lắp thêm các tấm giáp phụ xung quanh thân xe cũng giúp tăng cường độ sống sót của BMP-1 sau nâng cấp. Quá chán thiết kế xe chiến đấu bộ binh BMP-1 Nga, Syria tự cải tiến theo cách không ngờ. Không chỉ mang đến khả năng bảo vệ tốt hơn, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do binh sĩ Syria tự nâng cấp còn được bổ sung thêm hỏa lực cực mạnh với các tháp súng máy 12,7 ly. Thật vậy, nghe có vẻ khó tin, nhưng với sự sáng tạo không giới hạn của các binh sĩ Syria, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 gần như biến thành một pháo đài di động với hệ thống giáp lẫn vũ khí được tăng cường. Dựa trên những hình ảnh do trang tin Al-Alam News đăng tải cho thấy biến thể BMP-1 nâng cấp mới được quân đội Syria tung vào chiến trường gần đây có những thay đổi đáng kể về mặt thiết kế so với phiên bản gốc nhằm bảo vệ kíp xe cũng như binh sĩ ngồi bên trong an toàn hơn trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Để đối phó với các loại vũ khí chống tăng lẫn hỏa lực bắn thẳng của đối phương, những chiếc BMP-1 của quân đội Syria được gắn thêm hệ thống giáp bảo vệ gồm nhiều lớp, chủ yếu là giáp lồng được bố trí xung quanh thân xe. Trong khi đó, ngay phía sau tháp pháo 2A28 Grom của BMP-1 là một hệ thống tháp pháo mở rộng cao lên tới 1m và kéo dài đến hết đuôi xe. Tháp pháo này được đặt ngay trên vị trí cửa mở phía trên thân xe BMP-1. Dù không có số liệu cụ thể, nhưng với kích thước của tháp pháo này, nó hoàn toàn có thể chứa được ít nhất 8 binh sĩ. Do đó, nếu các binh sĩ Syria không muốn ngồi bên trong thân xe BMP-1, hoàn toàn có thể di chuyển lên trên tháp pháo mở rộng này thông qua cửa mở ngay phía trên, bởi chúng được cho là thoải mái và thoáng hơn nhiều so với bên trong BMP-1. Chưa dừng lại ở đó, tháp pháo mở rộng này của BMP-1 còn được trang bị hai súng máy 12,7 ly W85 ở hai bên. Xung quanh tháp cũng được bố trí các lỗ châu mai cho phép binh sĩ ngồi bên trong chiến đấu trực tiếp. Về cơ bản, các mẫu nâng cấp BMP-1 như của quân đội Syria không hề mới và được khá nhiều nhóm phiến quân ở chiến trường Syria sử dụng. Bản thân các bản nâng cấp BMP-1 này cũng không có thiết kế mẫu thống nhất vì được chế tạo dựa trên một số nhu cầu sử dụng nhất định. Quá trình nâng cấp những chiếc BMP-1 này có thể được thực hiện ngay trên chiến trường với một số vật liệu có sẵn.
và bất kỳ lính kỹ thuật hay thợ cơ khí có tay nghề nào cũng có thể làm được. Mặc dù có nhiều điểm đặc biệt như tăng khả năng bảo vệ, mở rộng khoang chở quân, sức mạnh hỏa lực được tăng cường, thế nhưng các bản nâng cấp này lại làm hạn chế một số ưu điểm trên chiếc xe BMP 1, nhất là khả năng cơ động. Trong khi đó, hệ thống tháp pháo mở rộng chỉ là giải pháp tình thế, không thể sử dụng lâu dài. Từ điều này có thể thấy các bản nâng cấp BMP 1 như trên chỉ có vai trò nhất định trong một số thời điểm và không thể sử dụng chúng như các phương tiện chiến đấu chủ lực. Điều này được thấy rõ qua các bản nâng cấp BMP 1 của phiến quân khủng bố bị quân đội Syria bắt sống hay tiêu diệt dễ dàng trong thời gian qua. Hiện tại, BMP 1 vẫn là một trong những dòng xe chiến đấu bộ binh chủ lực của quân đội Syria và có nhiều chiến công trong các trận đánh quan trọng với phiến quân khủng bố. Tuy nhiên, số lượng chiếc xe BMP 1 của quân đội Syria bị bắn cháy hay bắt sống cũng không hề nhỏ. Theo nhiều nguồn thống kê, có thể lên đến hơn 500 chiếc. Thưa quý vị, thiết kế mang tính cách mạng, thành công trên chiến trường, số lượng chế tạo có lẽ là những yếu tố đưa BMP 1 trở thành huyền thoại. Quý vị có nhận định gì sau khi xem xong video này? Hãy chia sẻ ý kiến và góp ý dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Tin Hot 247. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!